diễn viên Minh Tiệp không chấp nhận lời xin lỗi của Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Mira Trần. Diễn viên Minh Tiệp không chấp nhận những lời xin lỗi của Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Mira Trần trong sự việc gây xôn xao khi biểu diễn ở sân khấu có cắm cờ không phù hợp ở hải ngoại. Thời gian gần đây, dư luận bàn tán xôn xao trước việc một số ca sĩ như Mira Trần, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng từng biểu diễn tại sân khấu có cắm những lá cờ không phù hợp ở hải ngoại. Những hình ảnh này ngay khi vừa lan truyền đã tạo ra sự bức xúc trong cộng đồng mạng. Mặc dù cả Mira Trần, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng và ngay cả Tóc Tiên đã lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ nâng cao nhận thức và khẳng định lòng yêu nước trong mình, nhưng nhiều người vẫn không chấp nhận những lời xin lỗi này. Diễn viên Minh Tiệp, ảnh FBNV. Diễn viên Minh Tiệp chia sẻ với Dân Việt rằng anh không chấp nhận những lời xin lỗi cho có này của các ca sĩ. Các ca sĩ, diễn viên khi đi diễn ở nước ngoài hay thậm chí biểu diễn cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam rất nên tìm hiểu kỹ xem đối tượng mời mình là ai, mục đích gì. Mình nghĩ các bạn đủ sự thông minh cũng như đủ kiến thức về văn hóa để hiểu và nhận biết là họ mời sang với mục đích gì. Tại nơi biểu diễn của mình có những gì xung quanh như cờ, bản đồ, tranh ảnh hay những vật trang trí mang tính phản động và bôi nhọ đất nước Việt Nam. Đừng tùy tiện dùng từ xin lỗi như vậy. Các thế hệ trẻ sau này sẽ ra sao nếu như các em ấy sang nước ngoài biểu diễn và khi về Việt Nam lại xin lỗi như đàn anh, đàn chị mình trước đây, diễn viên Minh Tiệp đặt câu hỏi. Theo diễn viên Minh Tiệp, trước đây, có một số nghệ sĩ ở tên tuổi từng vi phạm sai lầm khi sang nước ngoài biểu diễn và họ đã phải trả giá cho những việc làm của mình. Tuy nhiên, với phương châm đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại nên đảng, nhà nước và nhân dân vẫn rộng lòng bao dung, đón nhận các anh chị trở về để cống hiến cho quê hương, đất nước. Các nghệ sĩ đó sau khi được về lại quê hương đã có rất nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức và hành động. Nhưng như vậy không có nghĩa là các bạn cũng vi phạm và rồi về nước thì nói là chúng tôi xin lỗi hay chúng tôi không rõ, chúng tôi vô tình. Có thể và tạm thời cứ cho là vô tình hay chẳng may thì các bạn cũng đã gián tiếp quảng bá cho những thế lực xấu để bôi nhọ đất nước chúng ta. Với cá nhân mình, nếu là sự thật thì tội bôi nhọ hay cổ suý cho thế lực xấu. Phản động thì dù trực tiếp hay gián tiếp vẫn là tội lớn nhất của một công dân yêu nước, xét về cả tình và lý. Tình là với dân, người hâm mộ, lý là với pháp luật. Mong rằng mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sớm và cũng là bài học cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ về sau, diễn viên Minh Tiệp nhấn mạnh. Minh Tiệp đề nghị làm sáng tỏ vụ ca sĩ Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Mira Trần biểu diễn ở hải ngoại. Trước đó, dù chưa bị réo tên nhưng ca sĩ Tóc Tiên, người từng có thời gian dài du học và hoạt động âm nhạc tại Mỹ đã lên tiếng xin lỗi. Cô viết, là một ca sĩ Việt Nam từng học tập và trình diễn ở hải ngoại từ 15 năm trước. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi việc từng vô tình xuất hiện trên một vài sân khấu không phù hợp, do không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cẩn trọng khi trình diễn. Thời điểm đó, hơn 10 năm trước, tôi vẫn còn là một người trẻ thiếu kinh nghiệm, chưa đủ cẩn trọng trong việc lựa chọn sân khấu biểu diễn. Tôi xin chân thành nhận lỗi vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cần thiết, dẫn đến việc tham gia một số sự kiện không phù hợp. Đây chắc chắn là một bài học không thể quên trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Trong khi đó, Phan Đinh Tùng cũng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân, từ hôm qua đến nay. Tôi biết quý khán giả đã thấy được một số hình ảnh tôi đi lưu diễn phục vụ văn nghệ cho kiều bào ở nước ngoài trong thời gian qua. Tôi hiểu những phản ứng của quý vị liên quan đến những hình ảnh này. Tôi xin chân thành lắng nghe và nhận lỗi vì đã để xảy ra những sự việc như trên. Bên cạnh đó, tôi muốn được chia sẻ với quý vị về suy nghĩ của mình, để quý vị có thể thấu hiểu và cảm thông cho tôi và cũng là để tôi có thể có cơ hội sửa sai từ bài học đắt giá này. Tôi tham gia vào các show diễn là để được phục vụ khán giả của mình, vì vậy, khi đến bất kỳ nơi biểu diễn nào thì tôi chỉ tập trung vào việc trình diễn. Hát để phục vụ khán giả mà không để ý đến những điều gì, sự việc gì xảy ra ngoài khán giả của mình. Tôi xin nhận lỗi vì đã không tìm hiểu thật chi tiết nơi tổ chức sự kiện và cũng đã không quan sát thật kỹ lưỡng nên đã vô tình trình diễn trên một vài sân khấu không phù hợp,